Xin chào tất cả các bạn nhé, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một dự án có tên là Scenery. Thì để tham gia hôm nay các bạn cần click phần link mô tả dưới video mình đã làm tắt chatbot. Airdrop này mình sẽ nhận được 5.000 token Scenery này các bạn. Bấm join Airdrop. Rồi mình được share để đi tiếp các bạn. Khoan mặt chờ chút xíu để mình được share các bạn. VVC 9 IR. Rồi, nhiệm vụ đầu tiên các bạn join kênh group nữa các bạn. Các bạn mình up ra. Join tiếp kênh share lại. Follow Twitter nữa nè. Trên Twitter nữa các bạn theo dõi nha các bạn. Sau đó các bạn mới up lên nè. Để mình coi mình join kênh group này dăng gà. Không có. Tiếp tục thì các bạn tweet với hashtag này nè các bạn. Copy hashtag này. Rồi các bạn sao chép lên các bạn. Rồi các bạn nhấp vào từ Twitter lên nè. Các bạn like nè các bạn. Các bạn chấp dẫn cho bài viết cái game nè các bạn. Các bạn dán hashtag ra vào nè. Sau đó các bạn mình lựng một câu bất kỳ đi các bạn. Để mình copy dạng người bạn của mình vào. Rồi các bạn dán vô đây nha các bạn. Rồi các bạn tự quyết lên nè các bạn. Rồi sau đó các bạn bắt up lên bắt up. Rồi các bạn muốn submit đi tên nè các bạn. Rồi các bạn điện là username Telegram của các bạn. Thì bạn nhập ba cánh cùng nè. Giờ setting copy username mình nè. Cộng anh 4 số 3 1 2 3 4. Cái chatbot nè. Rồi, tiếp tục gửi đường link mở đầu file Twitter mình nha các bạn. Thì bằng mang Twitter mình ra nè. Bằng nhập Amata nhập cho một hồ sơ nè các bạn. Bằng nhập ba cạnh cùng nhập vào chia sẻ nè. Sau đó các bạn sẽ chép liên kết nè, gọi là chatbot nè. Rồi, sau đó các bạn gửi địa chỉ với bên đi sẽ mang trên Bet20 trên chocolate cho các bạn nhé các bạn. Trở lại chatbot nè các bạn. Rồi, bấm bấm balance đi check số cả mình kiếm được nè các bạn. Ok, mình đã nhận được 5.000 token Scenery nè. Bạn gì lên ghép mình chia sẻ trong bè những cái thằng lấy kiếm token nè các bạn. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn về những video clip tiếp theo từ mình nha.